Kênh Ba Lan Thơi kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của ngày 20 tháng 6 năm 2021. Thì mình có một số mặt hàng thuần gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Thì tất cả mặt hàng mình trồng thuần đều ra rễ ổn định và trồng trên những cái chậu hoàn chỉnh cho các chú anh chị mình. Đó, các chú anh chị về chỉ cần treo lên chăm thôi. Giá thể xử lý sạch sẽ là những cái chậu đồ là mình sẽ đóng nguyên chậu cho các chú anh chị luôn. Cố gắng mình đóng là không gớt giá thể ngoài cho các chú anh chị nha. Tại vì cái khâu đóng hàng cũng rất là quan trọng. Ví dụ mình chọn cây lan đẹp mà đóng hàng nó không có hoàn chỉnh á, về là gốc nằm nơi mà chậu nằm ngã thì cũng thua luôn đó. Cho nên mình cố gắng mình đóng là giá thể không gớt ngoài cho các chú anh chị luôn. Rồi tất cả các chậu hoặc là những cái giò ghép gỗ gì là mình sẽ cố định bằng dây gút nha. Các chú anh chị mình về cắt dây gút hay lấy hàng ra đó, để khi mình quên đó, mình nắm cây mình dở lên nó gãy cây nó ổn. Rồi sau đây mình cũng xin vô chi tiết các hình luôn. Thì các chú anh chị nào mình xem video chưa bấm vào nút đăng ký nhé, bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Đó, thì sau đây mình cũng xin vô chi tiết các hình. Đó, hình số 1. Hình số 1 là một giò quẩy rồng. Đó, ghép trên khúc gỗ. Gỗ này chắc cực kỳ luôn. Đó, ghép trên cái khúc gỗ. Còn nguyên cái bản quẩy rồng. Đó. Thì ở đây rễ thì nó ra chi chích hết rồi. Đó, về các chú treo ha, tầm có khoảng chừng 10 ngày sau nữa là rễ nó bò ra quanh ngoài này luôn. Đó, đây rễ thì mình bao rễ cho các chú anh chị mình khỏi lo vô rễ nha. Đó, cái bản quẩy rồng. Cái này nặng cực kỳ nặng luôn. Rồi hình số 1, 150k bao ship quẩy rồng. Và hình số 2, hai giò giả hạt hay còn gọi là phi điệp 4 con kiến. Hai giò 4 con. Cái này là kiến gừng nha các chú. Các chú cái này mầm gốc về mình chăm cuối năm là lọt qua tầm tháng 2 năm tới là mình chơi hoa luôn. Đó, thường thường giả hạt hay gọi là phi điệp là nó sổ hoa vào tầm tháng 2. Tháng 2 đổ lên. Thì rễ bao rễ luôn. Rễ chi chít cho nè. Rễ sinh dần vậy luôn hết trơn rồi đó. Vậy các chú anh chị mình chỉ cần để về treo lên thôi. Đó. Treo lên cái mầm gốc này nè. Khi nó lớn lên nó thắt ngọn mình chơi hoa xong. Đó, các chú mình muốn cho đẹp nữa trồng vô trong cái chậu. Đó, cố định lại. Đó, nuôi mầm gốc tiếp theo nữa là nó ra là đẹp cực kỳ luôn. Đó, bốn con này là thằng tím nghiệm luôn. Đó, cực kỳ. Cái này là cái trắng trắng này là mình phun chống thối vô nó đó chứ không có gì đâu nghe các chú. Trắng trắng mình phun chống thối. Kiến cực kỳ đẹp. Rồi, combo. Hai giò này 250k bao ship hình số 2. Và hình số 3 cũng là hai giò, cũng là bốn con kiến. Rễ thì cũng bao rễ luôn, chi chích rễ. Rễ thì mê ly luôn. Rễ nó ăn nó quấn vô trong đây luôn rồi nè. Đó. Bên đây cũng vậy. Rễ thì chi chích hết trơn, nó quấn vô cục rêu cứ ngắt hết trơn trọng á. Đó. Hình số 3. Hai giò hạt quỷ hay gọi ấy hai giò giả hạt hay còn gọi là phi điệp. Hình số 3, bốn con kiến. 250k bao ship. Còn hai hình đó. Rồi, hình số 4. Số 4 là một cái chậu đùi gà vẹt. Cực kỳ đẹp, mầm gốc lên tua tủa luôn. Mầm gốc đây nè. Sinh dần tôi tủa cực kỳ đẹp luôn. Nó rễ nè. Đó, tại bên đây là cỏ nè cho nên nó nhìn không thấy rễ chứ rễ nè nó sinh dần ở trong đây chân rồi. Nè. Này nó ăn cũng dữ luôn rồi. Mầm gốc chuẩn bị bắn nữa nè. Hình số 4, 150k bao ship. Hình số 5 cũng là đùi gà vẹt nhưng mà cái này nhìn giống giống thịt đùi gà tròn mà. Đó. Nhưng mà dài chỗ đùi gà tròn các chú anh chị mình hưởng đùi gà tròn để mắc tiền hơn. Mầm gốc nó lên đây nè, tua tủa nè. Cực kỳ đẹp, rễ hay bao rễ luôn. Trăm năm mươi k bao ship hình số 5. Rồi qua hình số 6,
là hoàng thảo hương duyên. Đó, thứ sáu là hoàng thảo hương duyên. Quá trời mầm gốc lên nè, các chú nhìn mầm gốc lên nè, hết biết chưa, rễ vậy thôi cứng ngắt cái dưới đây luôn rồi, rễ bao rễ cho các chú anh chị em nha, đừng có lo vô rễ, đang cứng ở dưới luôn rồi. Hoàng thảo hương duyên đó, mầm gốc thì lên tù tỏ cái gì nè, xịt dờn hết trơn. K bao xếp trên số 6 quần số 7 cũng hoàng thảo hương duyên, có mầm gốc cái lên nghe nè, hết biết chưa, rễ thì cứng ngắt dưới chân luôn rồi. Rễ thì các chú anh chị mình đừng có lo vô rễ, chỗ nào luôn ăn cứng ngắt cái dạng dưới rồi. 130k bao xếp trên số 7 rồi. Mô hình số 8, số 8 là một chậu hoàng thảo xoắn, trời ơi mầm gốc lên tua tổ rồi nè, mấy đốm trắng trắng này là mình phun chống thối cho nó đó chứ không có bị gì hết, rễ vậy thôi nè, xin dần xin nẻo nùi nùi luôn, rễ thì các chú anh chị khỏi lo rễ. Hình số 8 hoàng thảo xoắn 160k bao xếp, tại cái dòng này nó cũng mắc tiền nha các chú, mình bán cũng cân nhắc cho các chú anh chị mình dễ sưu tầm. Hoàng thảo trắng lên số 8 đó các chú. Rồi qua hình số 9, số 9 là mình lên cái giò mới nè, cẩm cù lá xoài đó, cẩm cù lá xoài nha, hoa màu đỏ cực kỳ thơm. Cái giò cẩm cù của mình ở trước vườn ở phía trước đó, cẩm cù lá mít màu trắng, cái giò đó thì nó cao ôm lần mà nó cao trên 1 mét mà bây giờ nó quá trà bông ở trước luôn rồi. Rồi hình số 9 cẩm cù lá xoài hoa màu đỏ, hoa thì thơm cực kỳ thơm, 130k bao ship. Hình số 10, số 10 là một giò quế trắng tháng 8 hay còn gọi là quế lan hương, mà nó lẫn vô đây nè, nó lẫn vô đây một cái cây này là cây là tam bảo sắc, hoa vàng, hoa vàng như hoa hoàng nhạn, thơm cực kỳ thơm, nó lẫn vô đây cây nè, trong quá trình mình ghép mình để nó bị lộn á, lẫn vô đây cây giờ nhìn lại mới thấy. Rồi cây quế trắng tháng 8 này hiện tại trên đây thì nó đang nụ luôn, về mình ngắm hoa luôn. Đang có nụ, nụ mình về mình ngắm hoa nha. Đó, rễ thì bao rễ, rễ thì khỏi cái bàn nè, là chi chích nè, xanh dần kiểu gì hết trơn luôn rồi nè, nó ra đây nữa nè, rễ thì mê ly luôn. Đó, cái khúc gỗ này là bao chắc luôn, khúc gỗ này như khúc cụ lũa vậy đó, nó nặng dữ lắm, nặng mà nó chắc cưa mà không nổi luôn. Rồi hình số 10, quế trắng tháng 8 lộn tâm bảo sắc hoa vàng vô, nó lộn cây cái tâm bảo sắc hoa vàng này nè, đó thì gọi nó sổ bông mình mới biết nè, nó sổ bông tại vườn luôn đó, lộn vô cây này và tâm bảo sắc hoa vàng nè, quế trắng tháng 8 thì đang nụ, cây lá xếp không cực kỳ đẹp. 250k bao ship trên số 10. Rồi qua hình số 11. Số 11 là một cái chậu hỏa hoàng cam. Hỏa hoàng cam kìa, rồi khách nào hỏi ghép chậu nè, hôm nay mình có nè. Trồng chậu giả gỗ luôn, trồng hoàn chỉnh cho các chú anh chị vậy càng treo lên trăm thôi. Khỏi làm gì hết, rễ vậy thôi, đó nè. Nguyên bản nó phải xử lý lại đó, rễ nó ra xanh dần xanh nẻo hết trơn nè, khỏi lo dù rễ. Hai trăm năm mươi k bao xếp hỏa hoàng cam, bây giờ đi dân đi gừng ta lấy cũng không được nhiều, lấy lần chút gom mà về được nhiều mình lấy nhiều. Đó, hình số 11 hỏa hoàng cam 250k bao xếp. Qua hình số 12,
Số 12 cũng là hỏa hoàng cam. Đó, rễ rồi nè. Rễ rồi nè. Rễ xanh dần, xanh nẻo hết trơn. Rễ thì các chú chị khỏi lo vô rễ. 150k bao ship cho hình số 12 hỏa hoàng cam. Rồi qua hình số 13 là mình lên một cái giò kiều tím miền Trung lớn. Đó, nguyên cái về lớn mạnh bung luôn. Đó, cây mướt rượt. Thằng tơ nhóc hết trơn, thằng tơ rồi nè. Mấy cái mắt này sợ nó bóng ngợi vậy. Quá trời, nói chung thằng tơ không à. Mầm gốc ra lên này là bữa nay mầm gốc ra lên tuổi tuổi luôn nè. Nói chung cái giò này kìa thì ai khách nào chốt thì chốt, chứ nó nhiều khi các chú anh chị mình cũng ngán tiền. Thì nó lớn thì nó phải lớn tiền. Mầm gốc nè. Mầm gốc lên nè. Mầm gốc lên nè. Lên cao luôn đó nè. 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 Còn lên nữa, mầm gốc lên dữ lắm lên. Không phải nhiều đây thôi đâu, bắt đầu nó còn sưng quá trời luôn rồi. Đây nữa nè. Đó, rễ nè, cho các chú anh chị xem rễ luôn, nó ăn xuống tới dưới đây luôn rồi nè. Đó, rễ nó cỡ vậy đó. Ăn cứ ngắt ở dưới trơn luôn rồi. Đó. Rồi hình số 13 là một giò kiều tím miền Trung, một giò lớn. Đó. 550k bao ship kiều tím miền Trung hình số 13. Nguyên giò bành bung luôn. Mầm gốc lên cao luôn rồi nè. Bên đây cũng lên cao luôn. Mầm bên đây là cao bành kia luôn. 550k bao ship hình số 13. Cái giò lớn. Rồi qua hình số 14 cũng là kiều tím miền Trung. Đó, nhưng mà chậu nhỏ hơn. Rồi, mầm gốc cái này nó đẹp rồi nè. Đó, cái này còn nhảy mầm gốc nữa nha các chú, chứ không phải nhiều đây thôi đâu. Rễ thì thôi cứng ngắt hết trơn rồi, nè. Khỏi phải bàn luôn. Rễ này nó ăn là cứng chậu luôn. À. Hình số 14 kiều tím miền Trung 160k bao ship. Rồi qua hình số 15 là kiếm thái hoa sổ số. Này thì đa dạng mặt hoa, màu vàng gì đó đủ thứ hết trơn. Màu vàng, màu nâu, màu đủ thứ các loại gì đó. Nói chung người ta đưa hàng cho mình thì nó đưa nhiều mặt bông lắm, nhưng mà mình bán thì sổ số, tại vì nó chưa sổ hoa ở vườn. Rễ các chú anh chị mình khỏi lo vô rễ, rễ thì nó trắng nhách gì luôn này nè. Ăn lên tới trên gì luôn rồi đó. Giờ treo lên trăm thôi, cuối năm là nguyên thành nguyên chậu lùm luôn. Cuối năm muốn tách ra 2-3 chậu vậy đó tách. Đó. Hình số 15 130k bao ship. Và hình số 16 là kiều mỡ gà. Kiều mỡ gà bên anh bán hạ giá cho các chú anh chị sưu tầm nè. Hầm gốc nè. Hầm gốc nè. Nó bắt đầu sưng nụ rồi nè. Quá trời bóng ngợi hết trơn rồi. Rễ thì bao rễ nha. K bao ship. Hình số 16 kiều mỡ gà. Hình số 17 là một chậu giả hạt hay còn gọi là phi đẹp. Thằng này dạng ngắm hoa nè. Mầm gốc nè. Gốc cái này nó cao quá trời luôn nè. Nó chấm tím các chú về bắt hồng nha. Hồng mắc bệt vậy đó. Cực kỳ đẹp. Rễ nè. Rễ cứ ngắt hết trơn rồi. 150k bao ship. Hình số 17. Số 17. Rồi qua hình số 18 mình có một cái kỳ. Đó, cái kỳ là hồng mắt xước.
Đó. Hồng mát xước để mình lấy cái mặt hoa cho các chú anh chị mình xem nha. Bỏ máy kia. Cái này mình bán là mình bao chuẩn mặt hoa luôn. Các chú anh chị mình. Thì cái hàng này thì cái tầm ở ngoài thì người ta bán không dưới 1 triệu. Đó, nhưng mà chỉ là key 51 thôi. Còn ở đây mình bán key 52 luôn. Key 52 mình bán giá rẻ cho các chú anh chị sưu tầm. Tại cái này nó là của mình làm ra. Mình làm ra thì mình bán thì cái giá cũng vừa phải cho các chú anh chị mình sưu tầm. Bao chuẩn mặt hoa này cho các chú anh chị mình nha. Đó. Cái này nó bị cái con gì cắn nè. Hoa mới ra con gì nó cắn miếng bồng mấy cái cánh này nó bị xớt cái xớt nè. Đó. Bao chuẩn mặt hoa cho các chú anh chị mình sưu tầm luôn, hồng mắt xớt. Cực kỳ đẹp. Này là key 52 các chú. Về là qua năm tầm tháng 2 mình ngắm hoa luôn đó nè. Rễ thì nó nhú là nó ra rễ luôn hả. Đó. Rễ nó ăn cứ ngắt ở dưới luôn rồi đó. Kỳ 52 còn cái khúc thằng già này các chú về nhân giống nha. Đó, về nhân giống. Hồng mắt xước. Trên số 18. 500k bao ship. Kỳ 52. Rồi qua hình số 19. Số 19 là một cái giò hoàng thảo Điện Biên Đông. Cho các chú anh chị xem màu hoa hoàng thảo Điện Biên Đông. Hoàng thảo Điện Biên Đông, hoa cực kỳ đẹp, hoa thơm. Đó. Rồi hình số 19, 150k bao ship, hoàng thảo Điện Biên Đông. Hình số 12, số 20 là kiều vuông, cho các chú anh chị xem kiều vuông luôn, sổ hoa tại vườn. Đó, cái này là nó chưa bung căng đó, nhưng mà khách lại lấy mình rồi mình chụp lại nè. Là lấy tay vườn mình chụp bông lại đó, cực kỳ đẹp. Dòng kiều rồi thôi, bông hoa thì mê ly. Đó, kiều vuông hay còn gọi là thủy tiên trắng đó. Đó. Hình số 20 toàn thân tơ không có chút, có một hai thân dài vậy, cũng như thân tơ không rễ nè, rễ là cứng chậu luôn đó. Kiều vuông 150k bao ship. Hình số 20, hình số 21 cũng là kiều vuông. Đó. 21 cũng kiều vuông, toàn thân tơ không. Cực kỳ đẹp. Nó sưng mắt rồi. Rễ thì bao rễ các chú anh chị mình luôn, rễ sình dần hết trơn, không cứng ngắt ở dưới đây luôn. Hình số 21, 150k bao ship. Rồi qua hình số 22 là cũng là một giò kiều vuông, hay còn gọi là thủy tiên trắng, cực kỳ đẹp, thân tơ không, mầm gốc cái này lớn luôn rồi nè, mầm gốc lớn muốn trưởng thành luôn rồi đó. Bên đây cũng thêm cái mầm gốc nè, cũng bắt đầu đang lớn nè. Đó. Này còn nhảy mầm nha, rễ bao rễ luôn. Rễ xanh dần xanh nẻo hết. Ăn qua tới đây luôn. 150k bao ship. Hình số 22. Rồi hình số 23 là một giò hạt vĩ nè. Quỷ bán rẻ rồi đó chứ anh chị sưu tầm luôn. Hạt quỷ nè. Về cuối năm chơi hoa luôn. Dòng này nhanh lớn á. Bỏm mấy thằng này nhí nhí bữa nay rồi lại cao rồi. Nó nhanh ghê không? Rễ rồi nè.
dễ thì tôi tỏ luôn. Rồi hình số 23 hạt quỷ 130k bao ship. Rồi hình số 24 cũng hạt quỷ. Hạt quỷ nè, quỷ bắc hoa tím đậm. Dễ rồi nè. K bao ship. Hình số 24. Rồi hình số 25 là một giò quế tháng 4, hay còn gọi là tam bảo sắc hoa vàng. Hoa như hoa hoàng nhạn vậy đó. Ghế vậy thôi. Có cái bàn gì về ghế hay là đang quắn tiếng ngắt lên à. 150k bao ship. Hình số 25. Rồi hình số 26 nè. 26 là một cái giò vàng thảo voi. Voi này là voi bắc nè các chú. Hoa tím đậm luôn á. Vàng thảo voi. Ghế thì thôi khỏi các bạn. Hình số 26. 150k bao ship. Hình số 27 cũng là vàng thảo voi. Trăm năm mươi k bao ship, tính ra trừ tiền ship ra còn có chừng có khoảng 101, 100 lẻ. Rồi hình số 28 kiếm bi color hay còn gọi là kiếm hai màu. Đó, mầm gốc cái lên đẹp cực kỳ, mức gợt luôn, bóng hới luôn. Bên này lên mầm gốc cái nè. 150k bao ship. Hình số 28, hình số 29 là lan bạc diệp. Lan bạc diệp này dòng hoa cực kỳ đẹp. Đó, cái màu nó vàng vàng cũng giống như là cái màu vàng của hoa hoàng nhạn vậy đó. Đó, nhưng mà nó cái bồ hoa nó phát đứng, nó cao lên vậy. Nó cao, cực kỳ cao lên. Nó sổ hoa trước Tết là nó sẽ ra nụ và nó sẽ đưa cái bồ hoa ra. Giờ, qua Tết nó chưa tàn nữa. Bền hoa nó nổi vậy mà thơm lắm thơm. Đó. Hình số 29 150k bao ship lan bạc diệp. Hình số 20 số 30 150k bao ship lan bạc diệp. Cái loại loại này các chú dễ trồng lắm. Về muốn vô cái chậu đẹp thì các chú anh chị ụp xuống như nè. Tưới nước cho ướt rồi đầu mình lấy tay mình chặn, mình ụp ngược xuống như là làm giá thể mình chậu bên kia đặt nó lên, bỏ đất tơi xốp vòng vòng chậu với phân dê hay gì đó, vòng ngoài là xong. Đó. Rồi, hình số 31 nè. Đó. Số 31 là mặt xuân. Mặt xuân thì hoa nở vào dịp Tết. Đó. Mầm gốc toàn là thân tơ không đó. Bây giờ mầm gốc nhú nữa nè. Chi chích mầm gốc luôn. Mặt xuân. Địa lan mặt xuân 150k bao ship. Hình số 31 qua hình số 32 thì cái giò này nó giống mặt thu. Đó, mặt thu thì cây nó lớn hơn, thân nó cái cọng này nó cứng hơn. Đó, nó giống mặt thu. Đó, các chú anh chị nào mình ưng mình vô mình chốt. 150k bao ship, cái chậu cực kỳ nặng luôn. Hình số 32 coi còn gì bán cho các chú anh chị không nha. Rồi hình số 33 nè. 33 là một cái cây xanh sạch tuyệt đối luôn. Đó, quay cho các chú anh chị em xem. Xanh sạch tuyệt đối luôn, cái trắng trắng là phun chống thối cho nó đó. Rễ nè. Đó, cái cách mình trồng thấy các chú anh chị em thấy rễ không? Không bao giờ bị thui rễ. Rễ dần dần như nó là cái thân là nó xanh sạch hoàn toàn luôn, không tì vết luôn. Một cái cây cây xanh sạch hình số 33 150k bao ship. Hình số 33 cây xanh sạch
Dạ mình đi. Rồi hôm nay Hoa Lan mình có một số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Các chú anh chị đơn ngành nào chốt mình đó liên hệ với mình với số điện thoại 0769 385 164 ghi trên tiêu đề. Xin chào và hẹn gặp lại.